Thưa quý vị, nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. 99 năm tuổi đời, 81 năm tuổi đảng, nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta, cũng như trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta sau này. Trong ký ức của nhiều người cùng làm việc cùng với ông, đó còn là một nhà chính trị tầm cỡ nhưng rất gần gũi trong cuộc sống đời thường. Chiếc ống nhòm này từng được đồng chí Lê Đức Anh dùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Còn đây là bức ảnh về vị phó tư lệnh Lê Đức Anh cùng bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh tại căn cứ Tà Thiết, Lộc Ninh. Trung tướng Lê Đức Anh khi đó trực tiếp chỉ huy một trong năm cánh quân của trận quyết chiến. Những tư liệu này đã phần nào khắc họa về một vị tướng tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lê Đức Anh ấy là cũng là một trong số tướng lĩnh quân đội rất hiếm hoi mà đã từng đảm nhận hầu hết các chức vụ từ trung đội trưởng lên đến bộ trưởng quốc phòng. Đấy là một cái nét không nhiều đâu, không nhiều. Năm 1992, đồng chí Lê Đức Anh được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước. Trong các chuyến công tác tại địa phương, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh thường tranh thủ gặp gỡ, hỏi han người dân và cán bộ cơ sở để biết rõ tình hình xã hội và cuộc sống của đồng bào. Nhờ sâu sát cuộc sống người dân, hiểu rõ những mất mát của các mẹ có con đi chiến đấu và hy sinh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đưa sáng kiến thúc đẩy việc cần ra một pháp lệnh về phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đền đáp công ơn cho những bà mẹ như vậy rất là cần thiết và thể hiện một cái tư tưởng, một cái quan điểm uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta mà đồng chí Lê Đức Anh là người thúc đẩy cái này quyết liệt. Thế sau khi mà có cái pháp lệnh đó thì chính đồng chí là với cương vị của mình là Chủ tịch nước ký ban hành cái pháp lệnh đó và đồng chí chỉ đạo rất sát sao. Cùng với ông Nguyễn Túc được gặp gỡ tiếp xúc với nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ông đặc biệt ấn tượng về một vị lãnh đạo giản dị hết lòng cống hiến cho tổ quốc. Lúc gian khổ cũng như đến cái khi vinh quang thì vẫn giữ cái độ phẩm chất của một người cộng sản, không có những cái xáo trộn về lập trường quan điểm cũng như là đối xử với đồng đội, đồng chí và các tầng lớp nhân dân. Con người này lại sống vô cùng khiêm tốn và giản dị. Giản dị một cách có lúc gần như cực đoan. Mà không phải ông ấy cố tình giản dị để mà được tiếng, không phải. Như là cái chất ở trong con người, như máu thịt con người đó. Nhìn lại 99 năm tuổi đời, 81 năm tuổi đảng, cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh trải dài suốt các cuộc kháng chiến của dân tộc trong thế kỷ 20 với nhiều dấu ấn quan trọng. Đại tướng đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Nhưng tấm gương sáng về một vị tướng giỏi, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sâu, một cán bộ mẫu mực khiêm tốn, không bao giờ tư lợi cho riêng mình, vẫn luôn sáng mãi.